Kim Lý lộ mối quan hệ thật với Subel, con riêng của Hà Hồ chỉ với một câu nói. Subel là một trong những nhóc tỳ hot nhất làng Rich Kids Việt. Cậu bé là con trai cưng của doanh nhân Cường Đô La và nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà. Sau khi cặp đôi đường ai nấy đi, Hà Hồ kết hôn với diễn viên Kim Lý và sinh hai nhóc tỳ đáng yêu Lisa, Leon. Mối quan hệ giữa Subel và Kim Lý cũng được dân tình vô cùng quan tâm. Có thể nói, mặc dù không phải là bố con ruột, nhưng mối quan hệ của Kim Lý và Subel, con trai riêng của Hồ Ngọc Hà lâu nay vẫn được công chúng ngưỡng mộ. Kim Lý không chỉ đối xử tốt mà còn rất gần gũi, thân thiết với Subel, thậm chí nhiều khoảnh khắc hai người còn như cha con ruột. Mới đây, Kim Lý cũng đã để lại dưới bài đăng của mình một bình luận nhắc đến Subel. Anh khẳng định, Subel là con trai của vợ tôi, nhưng tôi luôn coi thằng bé là con của mình. Chỉ một câu cũng đủ cho thấy rõ ràng tình cảm mà nam diễn viên dành cho con riêng của vợ. Sau khi Kim Lý chia sẻ điều này, anh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nam diễn viên là một người chồng tốt, một người cha tốt, có trái tim ấm áp, ngọt ngào. Qua những story được Hồ Ngọc Hà cập nhật trên mạng xã hội, có thể thấy Kim Lý đã làm những điều giống như một người cha thực sự của Subel, như dạy cậu bé học, cùng nhau đi bơi, đến trường học của Subel với tư cách phụ huynh. Không chỉ riêng Kim Lý mà Subel cũng rất quý mến bố dượng, cậu nhóc luôn gần gũi bên Kim Lý, vui vẻ chia sẻ nhiều điều và còn tặng thiệp tay cho anh. Subel tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, năm nay đã 11 tuổi. Hiện Subel đang ở cùng bố Cường Đô La nhưng cậu bé vẫn thường xuyên sang thăm mẹ, ông bà ngoại và các em. Quý tử đầu lòng của Hồ Ngọc Hà là một cậu bé tự lập, hiểu chuyện và rất tình cảm. Không chỉ có mối quan hệ tốt với bố dượng Kim Lý và mẹ kế Đàm Thu Trang, Subel còn rất cưng chiều, yêu thương các em Leon, Lisa và Sự Chin. Quả thật, có được một cậu con trai như Subel đúng là đáng đồng tiền bát bạc. Có bố là đại gia nổi tiếng, Subel trong mắt nhiều người là nhóc tỳ sinh ra đã ở vạch đích và cuộc sống vô cùng sung sướng, nhưng cậu vẫn luôn khiến bố mẹ tự hào vì sự nỗ lực của bản thân. Trước đó, Cường Đô La chia sẻ lên mạng xã hội bài văn Subel tả ba khiến nhiều người thích thú. Nội dung bài tập làm văn của Subel như sau: người chăm sóc em và em cũng yêu người đó, chính là ba của em. Ba của em vóc người nhỏ bé, ốm, thấp, khuôn mặt của ba tròn, sáng sủa, tóc ba đen và lấp lánh. Ba của em là người rất tốt bụng, ba giúp đỡ em làm bài tập, ba cũng giúp đỡ gia đình. Ba của em chăm chỉ làm việc, ba của em đi làm nhiều để kiếm được nhiều tiền cho con đi học và cho gia đình. Em cảm thấy em yêu thương ba của em. Mặc dù hành văn còn đôi chút vụng về nhưng qua cách viết của Subel, có thể thấy cậu bé dành rất nhiều tình cảm cho ba của mình và còn thể hiện sự trưởng thành, hiểu chuyện khi nói ba chăm chỉ đi làm để kiếm tiền cho con đi học. Ngoài ra, Subel cũng thể hiện mình đã lớn và có chính kiến riêng. Chính Cường Đô La phải thừa nhận rằng giờ anh không thể tự do đăng hình con trai lên mạng xã hội mà phải hỏi ý kiến của Subel. Cậu nhóc đồng ý thì anh mới được đăng. Sau khi chia tay, Hà Hồ có Kim Lý, Cường Đô La cũng kết hôn với Đàm Thu Trang. Nhiều người thắc mắc liệu Hà Hồ và Cường Đô La có mải vui với hạnh phúc riêng mà quên đi trách nhiệm làm cha làm mẹ hay không. Thế nhưng thực tế đã chứng minh rằng họ đã khéo léo kết nối người bạn đời của mình với Subel, để cậu bé chẳng những không bị tổn thương bởi cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ, mà còn trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất khi có thêm nhiều sự yêu thương, quan tâm. Bên cạnh Subel thì hai nhóc tỳ Lisa, Leon của Hà Hồ và Kim Lý cũng nhận được sự quan tâm không kém. Trong khi Lisa gây ấn tượng với gương mặt xinh như búp bê, thì Leon lại nhiều lần gây bão mạng với biểu cảm bá đạo, hài hước của mình. Nhiều người còn cho rằng có lẽ lớn lên Lisa sẽ làm ca sĩ giống mẹ Hà, còn Leon nối nghiệp diễn viên của bố, nhưng nhất định phải là diễn viên hài.